Ồ, xin chào các bạn. Tại đang có mặt tại Sweet Bell Resort Đà Lạt. Khách thì 7:30 họ mới ra đây để mà chơi team building. Bây giờ Tài đến hơi sớm cho nên là sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng Sweet Bell Resort Đà Lạt nhé. Đây chính là cái đường vào lễ tân, vào reception của Sweet Bell Resort Đà Lạt nè các bạn. Có rất là nhiều bạn mới vô thì Tài cũng không biết là Sweet Bell này nằm ở khu vực nào nữa. Tài chỉ ở trước đây thì Tài chỉ ở Terracotta rồi ở Edensee. Còn Sweet Bell này là từ cái Terracotta chạy vô đây chắc cũng 6-7 cây số nữa. Xa lắm các bạn ơi. Tài đi bến xe miền Đông chuyến 12 giờ và đến bến xe Phương Trang lúc 5 giờ. Nhưng mà chờ trung chuyển lâu quá cho nên Tài đi xe ôm vô đây 80 ngàn. Mà trung chuyển họ cũng chỉ có trung chuyển đến Terracotta thôi các bạn. Mà phải từ Terracotta mình phải một là đi bộ, hai là đi taxi đến Sweet Bell này. Mà giờ này sáng sớm đâu có taxi gì đâu. Còn tối nay khi mà về về Sài Gòn lại thì Tài sẽ đi chuyến 10 giờ đêm. 10 giờ đêm thì nhân viên họ tan ca, họ sẽ đi vô phố, họ đi vô chợ Đà Lạt lại, thì Tài sẽ lên cái xe bus đó của Sweet Bell Resort và sẽ đi xuống bến xe Phương Trang và về bến xe miền Đông. Ok, bây giờ mình đi tham quan một vòng nha các bạn. Đây chắc là những cái phòng của Sweet Bell nè, Tài chưa có vô trong nữa. Thì thường cái resort nào cũng vậy á, ở cái khu Tuyền Lâm resort nào cũng vậy, thì một bên đây là phòng, bên đây là view, mà ở đây không thấy hồ. Không thấy hồ Tuyền Lâm. Cách hồ Tuyền Lâm 3-4 cây đó các bạn. Mấy cái lần trước Tài ở Terracotta hoặc là Edensee thì thấy hồ Tuyền Lâm, thấy cái nước đẹp lắm. Bây giờ dẫn các bạn đi tham quan bên ngoài trước ha, rồi sau đó thì Tài sẽ dẫn các bạn đi vô bên trong. Rồi khoảng 6 rưỡi hoặc 7 giờ đó mình sẽ đi ăn sáng. Bên ngoài thì tất cả các resort ở khu này thì ở đâu cũng có cây cối. Ở đây hơi tiếc một cái là không có nước. Cẩm tú cầu nhé. Cẩm tú cầu này các bạn. Ở cái khu này cẩm tú cầu nhiều lắm. Thì hổm Tài ở Edensee cũng thấy cẩm tú cầu quá trời luôn. Có mặt trời đẹp lắm nè. Hồi nãy cái con đường mà chú xe ôm chở Tài từ bến xe Phương Trang vô đẹp lắm. Sáng ánh nắng chiếu lung linh, rồi không khí trong lành. Tôi mới ra là xe trung chuyển của Phương Trang cũng sẽ chở mình vô tới tới tận Terracotta hoặc là Sam Tuyền Lâm. Nhưng mà từ đó vô không có cái tàu vô hết cho nên tại đi xe ôm vô luôn vậy nhanh. Ồ, tới đây hết rồi. Xa xa kìa, đi đâu không biết nữa. Xa kia là chắc đi lên gặp cờ ho gì quá. Đây, còn một ít sương mù cho các bạn xem đây. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Đó, đứng từ đây nhìn xa xa nè, cái view mới đẹp nè. Đó. Trời ơi, mà bạn nào ở Sài Gòn nhìn thấy mấy cái cảnh này là chết đi thôi. Thích chết đi thôi ấy. Ôi ôi, con đường. Sáng sớm giọng Tài còn hơi cứng quá. Hoa đẹp quá mấy bạn ơi, hoa màu tím. Nãy trên đường đi ngang qua đây á, ai mở khu này nhiều sẽ biết là có cái cầu màu tím. Rồi đường tên là hoa phượng tím. Ồ, cái này chắc là sân golf của Sam Tuyền Lâm nè. Không biết phải không nữa. Này tại nghĩ cái này chắc golf á. Có cái xe di chuyển kìa các bạn. Ôi, quá đẹp luôn mấy bạn ơi. Xuất sắc. Ở đây 5 giờ sáng là mặt trời lên rồi, đẹp lắm. Chứ không phải như mình ở Sài Gòn ngủ 9-10 giờ đi uống cà phê đâu. 5 giờ sáng lên, 5 giờ sáng mặt trời lên. Dậy sớm tập thể dục, hít thở không khí trong lành. Hay là mấy người khách nè, người ta ra tập, người ta chụp hình nè, gia đình nè. Đây chắc cũng là một căn phòng. Phòng ăn hay sao không biết nữa. Rồi, có một cô gái nha các bạn. Sáng dậy sớm nhắn tin nè nha các bạn. Ồ, tối đây đẹp nữa.
mấy cái đèn nè, hệ thống kiểu đèn xưa nè. Rồi cái view vậy là chắc là hết rồi đó. Nãy giờ mình đi một vòng vòng ngoài của Sweet Bell Resort nha các bạn. Lên Đà Lạt thì thông là bao la, thiếu cái gì thiếu chứ không thể thiếu thông. Thiếu thông là không phải Đà Lạt rồi. Thông cảm thôi nha. Ai mà thông ass là nguy hiểm ha. Đó, các bạn chỉ cần ở nhà thôi, xem cái video clip này của Tài là cũng coi như đã đến được với Sweet Bell Resort Đà Lạt rồi. Ồ, cái này cái hồ bơi hả ta? Hồ bơi đúng rồi các bạn ơi. Lần đầu Tài đi đến Sweet Bell Resort này á, cho nên là cảm giác của Tài giống các bạn y chang luôn á. Tài cũng chưa có biết cái địa hình như thế nào nữa. Đây là mấy cái phòng. Tối nay Tài cũng làm gala ở đây, xong rồi sau đó Tài về để trưa mai đi học lớp diễn xuất. Wow, đẹp quá. Đó, Tài dậy sớm tập thể dục, chụp hình. Chụp tiếp đi anh chị. Cứ tự nhiên. Hay giờ các bạn chỉ cần ở Sài Gòn thôi, coi cái clip của Tài là thấy được cảnh đẹp, thấy được nên thơ, lãng mạn. Hàng ghế đá, ủa lộn, ghế gỗ, không có ai hết. Hồ bơi này chiều chiều khoảng 4 giờ ra bơi là đẹp. Xuất sắc. Đó, khách ta cũng về tập thể dục rồi các bạn. Trời ơi, dậy sớm, Tài ở đây rồi dậy 5 giờ thì chạy bộ luôn. Khu này cho thiếu nhi. Đây mấy cái cầu tuột cho thiếu nhi nè. Đây cái trong phòng thì mình sản xuất ra thiếu nhi. Đó, khi có thiếu nhi cho ra đây chơi. Changing room. Là gì đây? Phòng thay đồ hả má? Đúng rồi, đúng luôn. Hồ bơi thì phải có phòng thay đồ chứ. Changing room. Phòng thay đồ. Thôi, phòng thay đồ chắc cũng không có gì để các bạn tham quan đâu. Coi mấy cảnh ngoài đây cho đẹp mấy bạn ơi. Đó, coi mấy chị nè. Mấy chị em bạn gì tập đúng thiệt. Mấy chị đi đâu cũng thích chụp hình ha. Có hoa đẹp thế này là mấy chị thích chụp là đúng rồi. Mà chụp bằng cái iPhone nữa, nó không có tốn phim. Trời ơi, chụp cả ngàn tấm. Thích tấm nào lấy tấm đó. Cái tấm kia không thích thì cho thằng chồng với đứa con delete, chết bà mày luôn. Ôi, đẹp quá mấy chế ơi. Đó, tại lên Đà Lạt là thích cái cảnh, cái view gì thôi đó. Đứng từ đây nhìn xa xa, đẹp vô cùng. Làm gì kiếm ở đâu ra. Quay cái clip này làm kỷ niệm đó các bạn. Đúng rồi đó, diễn sâu luôn rồi thấy chưa. Ủa, chết cha. Cái này đi đâu đây? Mày chắc đi vô trong lại luôn rồi. Rồi thôi, cái mình tham quan bên trong. Không biết mở cửa được không nè. Rồi, không thể mở cửa luôn. Mấy chế ơi, bây giờ sao? Sao để đi ra cổng chính lại đây? Bây giờ kiếm con đường đi vô trong lại. À, có cái đường đi vô nè. Bây giờ vô trong chắc là mình vô nhà ăn luôn quá. Dẫn các bạn tham quan một chút xíu bên trong của resort. Sau đó Tài đi ăn sáng. Tài lại quay, quay cái khung cảnh bên trong phòng ăn sáng cho các bạn xem. Các bạn cứ yên tâm. Pool, the rice. Pool, the rice. Ồ, có phòng gym các bạn ơi. Có phòng gym, có phòng gym.